Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau để tìm hiểu một nội dung khá thú vị, đó là định lý Menelaus và ứng dụng trong hình không gian. Cụ thể, chúng ta sẽ ứng dụng định lý Menelaus này vào việc tính tỷ số của đoạn thẳng trong hình lớp 11. Các em đang học chương trình lớp 11 có thể dừng video và làm thử bài tập số 2 này. Ở bài tập 2 này thì chúng ta sẽ ôn lại về cách xác định giao điểm của đường mặt cũng như là thiết diện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ đi tính tỷ số. Thì những kiến thức này hoàn toàn người ta sẽ chuyển về bài toán trắc nghiệm. Ví dụ như yêu cầu tính tỷ số với các đáp án là A, B, C, D, hoặc là người ta hỏi thiết diện là hình gì, vân vân. Thì một xíu nữa khi đến bài tập số 2 ta sẽ nói rõ hơn. Khi chuyển từ bài toán tự luận sang bài toán trắc nghiệm thì chúng ta có thể là ra những dạng như thế nào. Chúng ta quay lại, chúng ta xem thử là định lý Menelaus như thế nào. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên cho tam giác ABC. Trên ba cạnh, và cụ thể là trên ba đường thẳng AB, BC và AC, chúng ta lấy ba điểm, sao cho ba điểm đó thẳng hàng. Ví dụ như trên đường thẳng AB thì là điểm M, trên đường thẳng EC thì là điểm N, và trên đường thẳng BC thì lấy điểm K. Điểm M hoàn toàn nó có thể nằm ở đây, điểm N ở đây và điểm K ở đây. Xem cho M, N, K là thẳng hàng. Hoặc là chúng ta lấy hai điểm trên hai đường thẳng, chúng ta nối nó lại và cắt đường thẳng thứ ba tại điểm N. Ví dụ như lấy MK, khi đó nối MK lại cắt EC tại điểm N, hoặc là nó nối MN cắt BC tại K. Nói chung, đối với định lý này chúng ta phải xác định được đâu là tam giác góc. Tam giác góc chúng ta cần đang nói đến đó là tam giác ABC, và ba điểm thẳng hàng là ba điểm MNK nằm trên ba đường thẳng ABEC và BC. Định lý Menelaus như sau. Chúng ta nhớ ba điểm thẳng hàng sẽ nằm ở trước và ba đỉnh tam giác sẽ nằm ở sau. Định lý này chúng ta sẽ ứng dụng để chúng ta tính tỷ số. Nếu biết được tỷ lệ của hai điểm thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của điểm còn lại. Ví dụ chúng ta biết tỷ lệ của điểm M trên cái đoạn AB này, chúng ta biết được tỷ lệ của điểm N so với hai điểm AC, thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của điểm K so với hai điểm BC. Chúng ta cần tính tỷ lệ điểm nào thì chúng ta có thể xuất phát từ điểm đó. Ví dụ chúng ta biết được tỷ lệ của điểm M trên cái đoạn AB, điểm N trên đoạn AC, chúng ta cần tính điểm K thì chúng ta sẽ xuất phát từ K. K ở đây chúng ta có thể là KB chia KC hoặc là KC chia KB gì đều được. Ví dụ KB chia KC. Cái chú ý tiếp theo, điểm ở dưới chúng ta sẽ đưa lên trên. Cụ thể là thầy nói về ba đỉnh của tam giác. Ở đây là đỉnh C, đỉnh C ở dưới rồi thì chúng ta sẽ đưa nó lên trên và nằm ở sau. Chúng ta vừa xử lý là CB. Thì tiếp theo nó phải là CE. Thì ở đây đương nhiên phải là NC chia cho NE. Chúng ta nhân tiếp E ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đưa E lên trên. Chúng ta vừa xử lý EC xong thì đây phải là
AB. Và cụ thể là ME chia cho MB. Bằng 1. Nếu hiểu thì chúng ta sẽ nhớ được nó lâu. Còn đối với định lý này chúng ta không nên học thuộc lòng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà học thuộc lòng một cách máy móc, đôi khi chúng ta không phải xuất phát từ điểm K, chúng ta là xuất phát từ điểm M hoặc điểm N. Chúng ta xem lại. Ở bài này là giả sử chúng ta biết được tỷ lệ điểm M trên EB, điểm N trên EC. Chúng ta cần tính tỷ lệ điểm K trên cái BC này. Thì chúng ta có thể xuất phát từ K, KB chia cho KC, C ở dưới chúng ta đưa lên trên. Thì ở đây nó phải là trên cái K cạnh CE, thì là NC chia NE. E ở dưới chúng ta đưa lên trên thì là ME chia MB, tích này bằng 1. Chúng ta qua bài tập ứng dụng số 1. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm AB. Câu A, N là điểm thuộc cạnh EC, sao cho EN bằng 3 lần NC, EN. Sau đó nối tiếp NC, chứng tỏ chúng ta sẽ chia EC ra làm 4 phần, EN chúng ta lấy 3 phần và NC chúng ta lấy 1 phần. Tính tỷ số KB trên KC, biết K là giao điểm của MN và BC. Chúng ta bắt đầu. Ở đây yêu cầu tính tỷ số của KB chia KC. Thì chúng ta phải xác định được điểm K này nó sinh ra từ MN giao với BC. Như vậy ở đây MNK là ba điểm thẳng hàng. Và cái tam giác góc chúng ta cần nói đến đó là tam giác ABC. Chúng ta có tỷ số. Chúng ta sẽ lấy lại cái tỷ số bên này, tức là KB chia KC nhân tiếp NC chia cho NE nhân tiếp ME chia cho MB bằng 1. Thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta tương đương, chúng ta bắt đầu ráp. Ở đây chúng ta đang cần tính là KB chia cho KC. Chúng ta xem thử NC chia cho NE. Rõ ràng NC chia NE, NC lấy 1 phần, NE lấy 3 phần. Như vậy ở đây là 1 phần 3. Chúng ta nhân tiếp ME chia MB, ME 1 phần, MB 1 phần. Như vậy là 1. Từ đây chúng ta tương đương. Nó sẽ ra luôn. Chúng ta thấy ngay là KB chia KC sẽ bằng 3.
KB chia KC bằng 3. Chúng ta giải quyết khá nhanh. Tương tự, chúng ta qua câu B. Câu B này nếu để ý chúng ta sẽ làm rất nhanh mà không cần phải dùng đến lý mê nên là út. Chúng ta sẽ có hai cách để xử lý. Đầu tiên, các bạn có thể là tính thử câu B theo định lý mê nên là út. Chúng ta bắt đầu. Rồi E là điểm đối xứng với B qua C. Đối xứng qua điểm nào? Chúng ta lấy nó là trung điểm. Như vậy E đối xứng với B qua C thì C nó sẽ là trung điểm của BE. Điểm E ta sẽ lấy ở bên này. Rồi F là giao điểm của MI với EC. Đây chính là điểm E của chúng ta. Yêu cầu tính tỷ số AF chia cho AC thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ xuất phát từ định lý này. Chúng ta chú ý điểm F này hình thành từ MI giao với AC thì rõ ràng MFE là ba điểm ngắn hàng và tam giác góc là tam giác ABC. Ba điểm ngắn hàng nằm ở trước và tam giác nằm ở sau. Chúng ta đã biết được tỷ lệ của M trên AB cũng như là của E trên ABC thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của F trên cái đoạn AC này. Chúng ta có thể là tính xuất phát từ FA chia FC hoặc là FC chia FA gì đều được. Ví dụ FA chia cho FC. C nằm ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đưa lên trên. Chúng ta mới xử lý CA thì bây giờ nó phải tới là CB. Thì ở đây phải là EC chia cho EB. B nằm ở dưới, bây giờ phải là B lên trên. Chúng ta mới xử lý B, BC xong thì bây giờ phải là BA. MB chia cho MA bằng 1. Từ đây chúng ta tính được FA trên FC. EC chia cho EB. EC lấy 1 phần, EB chúng ta lấy 2 phần. Thì ở đây là 1 phần 2. MB, MA, 1. Từ đây chúng ta tính được là FA bằng 2 lần FC. Chúng ta nhìn hình FA hay là AF, AF rồi tới FC. AF bằng 2 lần FC chứng tỏ chúng ta sẽ chia EC ra làm 3 phần. AF chúng ta lấy 2 phần. Thì suy ra AF chia EC là bằng 2 phần 3. Nhưng ở câu B này chúng ta có còn một cách khác. Chúng ta sẽ tính nhanh hơn và chúng ta không cần phải dựa vào định lý này. Chúng ta xem. M là trung điểm, C cũng là trung điểm. Nếu thầy nối AI lại thì rõ ràng IM với lại EC nó là hai đường trung tuyến. Suy ra F là gì?
F là trọng tâm tam giác A, B, E. Suy ra AF bằng 2 phần 3 AC. Đối với những bài toán bình thường, đương nhiên chúng ta phải áp dụng định lý Menelaus. Ngoài định lý Menelaus ra, chúng ta còn có thể là áp dụng định lý Thales. Nhưng mà định lý Thales chúng ta phải qua 2-3 bước, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là chúng ta áp dụng định lý này. Nhưng chúng ta không nên áp dụng một cách máy móc vào tất cả bài toán. Vì một số bài toán đặc biệt thì chúng ta vận dụng những cái kiến thức bình thường nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ đây là một kiến thức về trọng tâm, sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta phải áp dụng công thức như thế này. Chúng ta qua bài tập số 2. Nếu có vấn đề gì cần trao đổi thì các em có thể là bình luận ở bên dưới. Các em có thể là đăng ký kênh YouTube Toán cấp 3 để nhận những video mới nhất từ tác giả. Bài tập số 2 như sau. Cho chóp S A B C D có đáy A B C D là hình thoi cạnh A. Gọi M là điểm trên cạnh AD. Sao cho AD bằng B lần AM. Như vậy chúng ta chia AD làm 3 phần, AM chúng ta lấy 1 phần. Rồi Y là trung điểm XM. Xác định giao điểm K của SD và mặt phẳng ABI. Tính tỷ số SK chia cho SD. Câu A này, việc xác định giao điểm K khá đơn giản. Mục đích chỉ là chúng ta để áp dụng định lý Menelaus vào việc tính tỷ số. Các em có thể là dừng video, chúng ta làm bài tập số 2, sau đó chúng ta xem hướng dẫn. Câu A, tìm giao điểm của SD và mặt phẳng ABI. Tức là chúng ta sẽ tìm một đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABI sao cho nó đồng phẳng và cắt SD. Chúng ta nhận thấy ngay AI và SD cùng nằm trong mặt phẳng SAD. Chúng ta kéo dài AI, nó sẽ cắt SD. Kéo dài AI, cắt SD tại tại K. Như vậy điểm K này thuộc SD, điểm K này thuộc vào AI. Suy ra K chính là điểm cần tìm. Ý thứ hai, yêu cầu tính tỷ số SK chia cho SD. Thì tính tỷ số SK chia SD thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là điểm K này ở đâu ra. Điểm K này chính là AI, chúng ta kéo dài và cắt SD. Thì chúng ta có thể hình dung K, I và A, đây là 3 điểm thẳng hàng. Vậy nếu áp dụng định lý Menelaus thì tam giác góc là tam giác nào? Thì chúng ta thấy Y nằm trên XM và A nằm trên MD. Thì tam giác góc chúng ta xét đến đó là tam giác SMD và 3 điểm thẳng hàng là A, Y, K. Chúng ta đã có tỷ lệ của A trên MD và của Y trên SM. Thì áp dụng định lý Menelaus, chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của K trên cho SD. Các bạn có thể tính thử. Thì bây giờ thầy sẽ qua câu B là xác định thiết diện, và sau đó thầy sẽ quay lại là tính tỷ số SK chia cho SD. Các em có thể là dừng video và chúng ta thực hiện, sau đó chúng ta so sánh kết quả. Câu B, xác định thiết diện của chóp SABCD và mặt phẳng ABI. Thầy định hướng nhanh như sau. Mặt phẳng ABI bây giờ nó đang là mặt phẳng ABK. Yêu cầu xác định thiết diện của chóp và mặt phẳng ABK. Đầu tiên,
chúng ta xem thử có sẵn đoạn giao tuyến chung nào rồi. Chúng ta thấy ngay đoạn giao tuyến BA. Tiếp theo, chúng ta có đoạn giao tuyến là AK. Có hai cách để chúng ta hình dung. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giao tuyến của mặt phẳng KEB với lại chóp với lại mặt phẳng là SCD. Mặt phẳng KEB và mặt phẳng SCD. Để đi tìm đoạn giao tuyến chung cuối cùng. Thì ở đây chúng ta thấy ngay có K là điểm chung. Chúng ta xem hai cạnh đáy AB và CD rõ ràng song song với nhau. Suy ra mặt phẳng SCD giao với mặt phẳng KAB. Theo giao tuyến KH, KH song song với CD, song song với AB và H nằm trên SC. Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến nếu có sẽ song song với cả hai đường đó hoặc là trùng với một trong hai đường. Như vậy ở đây suy ra đương nhiên là KH nó sẽ song song với CD. Khi nó song song với CD thì dẫn đến KH với CD đồng phẳng thì từ đó nó sẽ cắt SC tại H. Như vậy vừa rồi chúng ta đã tìm xong đoạn giao tuyến chung cuối cùng. BA là 1, AK là 2, KH là 3 và HB là 4. Suy ra thiết diện là tứ giác BAKH. Ý tiếp theo, người ta hỏi thiết diện là hình gì? Thì rõ ràng ở đây, chúng ta có HK song song với AB. Suy ra thiết diện là hình thang. Hình thang phải nói rõ, đây lớn AB và đây nhỏ là HK. Ngoài ra, chúng ta còn có thêm một cách nữa để chúng ta hình dung các bước đi tìm thiết diện. Thì thầy sẽ đề cập đến cái bài thiết diện vào một cái video sau. Thì bài này, sau khi chúng ta đã tìm được thiết diện, nếu người ta hỏi thiết diện là hình gì, thì chúng ta thấy ngay thiết diện là hình thang, đây lớn AB. Thì qua hai câu A, B như thế này, thì chúng ta hình dung có hai kiểu để ra trắc nghiệm. Một là người ta sẽ hỏi là thiết diện là hình gì, hoặc là gì, hoặc là yêu cầu tính tỷ số SK chia cho SD với bốn đáp án A, B, C, D để chúng ta lựa chọn. Như vậy vừa rồi chúng ta đã giải quyết xong thiết diện. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính tỷ số SK chia cho SD. Điểm K đây chính là AI kéo dài cắt SD. Thì chúng ta hình dung AIK là ba điểm ngắn hàng và tam giác góc chúng ta muốn nối đến đó là tam giác SMD. Ba điểm ngắn hàng nằm ở trước và tam giác thì chúng ta sẽ cho nằm ở sau. Như vậy chúng ta bắt đầu. Nếu chưa quen thì chúng ta có thể làm như sau. Đầu tiên là KS chia cho KD, chúng ta nhân tiếp. Chúng ta vừa xử lý DS rồi thì bây giờ chúng ta phải là DM. M ở dưới, bây giờ chúng ta sẽ phải đưa lên trên. Chúng ta vừa xử lý MD thì bây giờ phải là MS. Chúng ta ráp các điểm còn thiếu vào. Như vậy DM tức là AD chia cho AM. Ở đây MS nó chính là IM chia cho AS bằng 1. Từ đây chúng ta suy ra KS chia cho KD nhân AD chia cho AM, chúng ta thấy ngang 3. IM chia cho IS, IM một phần, IS một phần, như vậy là 1.
Thì từ đây chúng ta suy ra được là KD sẽ bằng 3 lần KS. KD bằng 3 lần KS. KD, KS, K nằm ngay giữa. Như vậy chúng ta hình dung chúng ta phải chia SD đây ra làm 4 phần. KD đây chúng ta lấy 3 phần. Và KS đây chúng ta lấy 1 phần. Thay đổi lại, SD chúng ta lấy 4 phần, chúng ta chia là 4 phần. Và SK chúng ta lấy 1 phần, KD lấy 3 phần. Suy ra SK chia cho SD là bằng 1/4. Chúng ta có được tỷ số. Nếu đề bài yêu cầu tính SH chia cho SC thì sao? Rõ ràng HK song song với CD. Suy ra SH chia cho SC nó cũng sẽ bằng là SK chia cho SD. Nếu người ta hỏi giá trị hoặc là hình thang ABHK có đáy nhỏ bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể nói ngay đáy nhỏ bằng A chia 4. Bởi vì chúng ta sẽ áp dụng định lý Thales, HK chia cho CD nó cũng sẽ bằng SK chia cho SD bằng 1/4. Chúng ta tiếp tục câu C. Gọi N là trung điểm BC. Và E là giao điểm của SC với mặt phẳng AEK. À, ở đây là gọi E là giao điểm của SC với mặt phẳng là ANK. ANK chứ không phải là AEK. Yêu cầu tính tỷ số SE chia cho EC. Thì các em có thể xem lại là cái bài tập hoặc là cái phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng thầy đã nói rất kỹ ở những video trước. Thì sau đó nếu chúng ta tìm được giao điểm E thì việc tính tỷ số sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thầy xem đây là một bài tập về nhà để chúng ta rèn luyện. Chào tất cả các em.